Thưa quý vị, năm tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 là người có tính cách phóng khoáng, trí óc hơn người. Tuổi tác ngày càng tăng thì sự nghiệp ngày càng thêm vững chãi. Tuy nhiên trong năm Nhâm Dần này bị sao Thổ Tú chiếu mạng nên sẽ có nhiều trở ngại trong cuộc sống. Vậy tử vi sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong năm 2022 sẽ diễn biến ra sao? Mời quý vị cùng tham khảo nội dung chi tiết ngay sau đây với sự trợ duyên bởi thầy Gia Cát. Tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2022 năm mạng sinh năm 1958, theo tuổi âm lịch 65 tuổi, sao chiếu mệnh Thổ Tú, hung tinh, mệnh Bình Địa Mộc, Mộc Khắc Kim không tốt. Địa chi tuổi, tuổi Tuất gặp năm Dần tam hợp, thiên can tuổi, can Mậu gặp can Nhâm không tốt. Nam tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 là người có tính cách phóng khoáng, trí óc hơn người. Tuổi tác càng tăng sự nghiệp càng thêm vững chãi. Tuy nhiên, trong năm Nhâm Dần bị sao Thổ Tú chiếu mạng nên sẽ có nhiều trở ngại trong cuộc sống. Vậy tử vi sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong năm 2022 sẽ diễn biến ra sao? Mời quý bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2022 năm mạng. Năm mạng tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 có ngũ hành nạp âm bản mệnh là Bình Địa Mộc, cây cối ở vùng đồng bằng. Hàm ý để thành công bản thân cần phải tôi rèn thêm ý chí và nghị lực. Trong bát trạch phong thủy, mệnh tuổi này thuộc cung Càn, một trong những phi cung của Tây tứ mệnh. Vào năm 2022, Mậu Tuất sinh năm 1958 đã bước vào tuổi 65, tính cả tuổi Mụ. Dựa vào mối quan hệ giữa ngũ hành nạp âm, thiên can, địa chi của tuổi và năm, ta có thể luận giải được vận trình tử vi của năm Mậu Tuất sinh năm 1958 là tốt hay xấu. Theo âm lịch, năm 2022 là năm Nhâm Dần, có ngũ hành nạp âm là kim bạch kim, tức vàng pha bạc. Trong mối quan hệ ngũ hành, hành kim của năm Nhâm Dần tương khắc với hành mộc của tuổi Mậu Tuất. Dựa vào thiên can, Mậu thuộc thổ tương khắc với Nhâm thuộc thủy. Xét theo địa chi, Tuất với Dần nằm trong bộ tam hợp. Từ đó ta có thể kết luận, năm tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong năm Nhâm Dần sẽ phải gặp nhiều khó khăn thử thách. Phần vì có sao Thổ Tú chiếu mạng, phần vì tính cách nóng nảy bộc trộm của bản thân. Ngoài ra, năm mạng Mậu Tuất thuộc cung Càn nên có tâm ý sáng ngời và có ý chí sáng suốt, sẽ nhận thức được bản thân nên và phải làm gì để vượt qua những khó khăn trở ngại này. Để cho vận trình năm được thuận lợi hanh thông, các chuyên gia phong thủy khuyên gia chủ tuổi Mậu Tuất hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đây chính là vật phẩm chuyên hóa giải hạn thái tuế của năm. Mặt trước kim bài có in hình thái tuế năm 2022 là hạ ngạc đại tướng quân, mặt sau in hình phù thái tuế. Mang theo kim bài bên mình để được thái tuế tương trợ, tăng cường sức khỏe và tài lộc. Luận giải cụ thể về tử vi năm 2022 tuổi Mậu Tuất trên mọi mặt. Dưới đây là tổng quan tử vi năm 2022 của năm Mậu Tuất trên các phương diện, sự nghiệp, tình duyên, tài lộc và sức khỏe. Công việc, sự nghiệp. Năm Nhâm Dần, năm tuổi Mậu Tuất đã đạt được những mục tiêu của đời mình. Tuy có tính cách nóng nảy, nhưng không vì thế mà đường công danh của quý ông hạn hẹp. Thay vào đó, những gì bản mệnh tích lũy được từ trước đến giờ sẽ giúp ích rất nhiều nếu quý ông có dự định tiếp tục công việc làm ăn. Ngoài ra, nếu quý ông chưa tạo điều kiện cho con cháu tiếp quản cơ nghiệp thì hãy thực hiện trong năm nay, bởi lẽ tuổi tác sẽ ngày càng tăng lên, đã đến thời điểm cần được nghỉ ngơi. Nếu sức khỏe bản mệnh đang trong trạng thái tốt thì hãy tìm thêm những thú vui bằng các công việc vườn tược nhẹ nhàng như tỉa tót, tưới cây cảnh. Quý ông chỉ nên xem công việc này như thú vui của bản thân mà không nên kinh doanh bằng hình thức chăn nuôi hay trồng trọt. Bởi nhẽ năm nay, sao Thổ Tú sẽ có thể khiến cho việc kinh doanh không được như ý. Tình cảm gia đạo. Gia đạo của quý ông Mậu Tuất năm 2022 vô cùng suôn sẻ. Năm mạng tuổi này không chỉ được người trong gia đình yêu quý mà cả họ hàng láng giềng xung quanh. Sau một quãng đường dài bôn ba vì sự nghiệp, thời điểm này quý ông cần nhất đó chính là sự quan tâm và cảm giác thoải mái ở trong gia đình của mình. Trong cuộc sống thường nhật, quý ông Mậu Tuất luôn dùng sự bao dung của mình để đối đãi với người thân nên ít khi xảy ra hiềm khích trong gia đình. Ngoài ra, khi con cháu gặp khó khăn, bản mệnh là người đứng ra giải quyết và cho con cháu lời khuyên hữu ích. Tài lộc,
năm Nhâm Dần 2022, vận tài lộc của quý ông sẽ không được trọn vẹn như ý muốn. Đối với các công việc chăn nuôi, có thể sẽ xảy ra thua lỗ. Ngoài ra, vì gặp phải hạn ngũ mộ, sẽ đôi khi có vài mất mát không lường trước được. Dù vậy, nhưng các khoản thu nhập vẫn đủ cho quý ông chi tiêu và sẽ được con cháu thường xuyên biếu quà. Quý ông năm nay không nên hùn hạp làm ăn kinh doanh lớn. Khi mua đồ dùng đắt tiền cần phải kiểm tra kỹ có phải hàng đúng chất lượng hay không. Quý ông cũng hãy cân nhắc kỹ khi có người ngỏ ý vay mượn về tiền bạc trong năm, đồng thời để vận trình tài lộc và sự nghiệp của năm được thăng tiến bền vững, không bị thất thoát tiền bạc. Các thầy phong thủy có khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật mang theo bên mình để được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho công việc được hanh thông, tài lộc ùn ùn kéo về. Sức khỏe. Năm Nhâm Dần này, quý ông có thể gặp vài rắc rối về sức khỏe của bản thân. Tuổi già khó tránh khỏi các vấn đề xương khớp. Để cải thiện điều này, quý ông có thể cùng bạn bè hoặc người thân có những chuyến chạy bộ hoặc là các bài tập phù hợp với bản thân, tránh vận động nặng, gây mất sức. Thêm vào đó, năm Mậu Tuất dễ bị căng thẳng hay áp lực về công việc, thể hiện rõ qua các triệu chứng như mất ngủ, đau đầu. Bản mệnh, hãy trò chuyện với bạn đời và con cháu nhiều hơn để giải tỏa phần nào những căng thẳng. Nếu được, quý ông hãy giao lại sự nghiệp cho con cháu và dành thời gian để nghỉ ngơi. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên thăm khám sức khỏe định kỳ để biết rõ thể trạng của bản thân, tận hưởng khoảng thời gian còn lại bên người thân mà không cần phải lo âu về sức khỏe. Xem sao hạn tuổi Mậu Tuất năm Mạng trong năm 2022. Sau đây là những sao có ảnh hưởng lớn tới vận mệnh của tuổi Mậu Tuất năm Mạng trong năm 2022. Sao chiếu mệnh năm Nhâm Dần 2022, sao chiếu mệnh của nam giới Mậu Tuất là sao Thổ Tú. Sao Thổ Tú là hung tinh, ý chỉ mang đến những điều kém may mắn không lường trước. Sao Thổ Tú thường xuất hiện để thử thách tính kiên nhẫn của bản mệnh. Mọi việc sẽ có vẻ khó khăn với quý ông trong năm nay, nhưng chỉ cần có nỗ lực, quyết tâm và chuẩn bị kỹ lưỡng thì sẽ vượt qua một cách dễ dàng. Nam Mậu Tuất cũng nên cẩn thận khi giao lưu làm quen, bởi nhẽ quý ông có thể bị ganh ghét và đồn thổi những điều không hay. Ngoài ra cần phải cẩn trọng để tránh việc những điều không may mắn xảy đến. Hạn tuổi, trong năm Nhâm Dần 2022, cuộc sống của bản mệnh sẽ bị tác động ít nhiều bởi hạn ngũ mộ. Hạn này ý chỉ hao hụt về tiền của, quý ông cần chú ý đến các khoản thu chi trong cả năm. Ngoài ra, quý ông cũng nên cẩn thận trong vấn đề vay mượn hoặc mua bán hàng hóa, có thể lòng tốt bị lợi dụng, gây ra mất mát tài sản, tinh thần của bản mệnh cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Khi thu mua hàng hóa cần phải có giấy tờ rõ ràng và cần kiểm tra một cách cẩn thận. Hóa giải sao hạn. Quý ông tuổi Mậu Tuất có thể giảm đi những xui xẻo do hạn ngũ mộ gây ra bằng cách cẩn thận hơn trong mọi việc. Bản mệnh không nên quá tin người lạ mà đầu tư vào lĩnh vực chưa rõ. Ngoài ra cũng nên hạn chế cho vay mượn tiền bạc. Những vật có trị giá như là vàng bạc hoặc giá trị lớn không nên cất giữ ở nhà, mà quý ông hãy gửi tiết kiệm để an toàn hơn. Và có được một khoản chi tiêu khác từ tiền lãi, ngoài ra quý ông có thể trưng bày các vật phẩm phong thủy hợp tuổi với mình để phúc trạch dồi dào. Thêm vào đó, bản mệnh không nên qua đêm ở nhà người khác hoặc cho người lạ vào nhà. Bản mệnh có thể tích cực làm các công việc thiện nguyện để giúp đỡ người khác. Ngoài những điều nêu trên, nam mạng tuổi Mậu Tuất hãy luôn đeo vòng phong thủy tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Đây chính là pháp khí giúp tăng cường sức khỏe, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Khi mang theo vòng bên mình, sẽ được quý thần tương trợ giúp đỡ, giúp cho tăng cường sức khỏe, đồng thời hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại, từ đó tăng cường tài lộc và phúc đức cho gia chủ. Luận tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2022 năm mạng theo tháng. Theo tử vi chọn đời, năm tuổi Mậu Tuất trong năm 2022 sẽ có nhiều điểm mốc cần chú ý tới trong cuộc sống và cụ thể diễn biến như sau. Tháng 1, quý ông đón nhiều niềm vui cùng gia đình nên hạn chế tham gia vào những buổi họp mặt và tránh dùng thức uống có cồn. Tháng 2, gia đạo an yên, con cháu đón nhiều niềm vui trong công việc. Tháng 3, bản mệnh có thể gặp phải các bệnh vặt về đường ruột, không nên ăn đồ ăn khó tiêu hoặc đông lạnh. Tháng 4, quý ông nên tiết chế cảm xúc. Nếu có xảy ra tranh cãi trong gia đình, thay vào đó quý ông hãy tâm sự, trò chuyện nhiều hơn. Tháng 5, bản mệnh nên tập thể dục thể thao thường xuyên bằng các động tác nhẹ nhàng. Tháng 6, trong tháng này, nếu có người ngỏ ý hùn hạp làm ăn, quý ông nên xem xét cẩn thận rồi hãy đưa ra quyết định. Tháng 7, tháng này bản mệnh có thể sẽ gặp nhiều áp lực, quý ông hãy dành thời gian nghỉ ngơi để chú ý đến sức khỏe nhiều hơn.
Tháng 8, gia đạo bình an, con cháu sẽ thăm hỏi quý ông trong tháng này. Tháng 9, mọi việc bình hòa, quý ông hãy dành thời gian cho bản thân và gia đình. Tháng 10, năm Mậu Tuất có thể cùng với gia đình có một chuyến đi xa để thư giãn và gắn kết các thành viên với nhau hơn. Tháng 11, quý ông có thể trưng bày các vật phẩm phong thủy để thu hút vận may đến với gia đạo. Tháng 12, bản mệnh nên sắp xếp lại mọi việc trong năm vừa rồi, cần chú ý trong chi tiêu. Ngoài ra, quý ông có thể tân trang lại nhà cửa bằng một màu sơn mới hợp tuổi. Thưa quý vị, với những thông tin trên, hy vọng các quý ông tuổi Mậu Tuất sẽ có góc nhìn bao quát về các vấn đề trong cuộc sống trong năm Nhâm Dần 2022. Tổng thể, tuy rằng trong năm nay, mọi việc khá khó khăn và gây ra nhiều trở ngại lúc ban đầu, nhưng về sau, quý ông sẽ có thể dễ dàng khắc phục và vượt qua. Thưa quý vị, với những thông tin trên, hy vọng rằng các quý ông tuổi Mậu Tuất sẽ có góc nhìn bao quát về các vấn đề trong cuộc sống trong năm Nhâm Dần 2022 của mình. Tổng thể, tuy rằng năm nay mọi việc sẽ khá là khó khăn và gây ra rất nhiều trở ngại lúc ban đầu, nhưng mà về sau, quý ông đã có thể dễ dàng khắc phục và vượt qua nếu như chúng ta kiên trì, bền chí. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để luôn là người đầu tiên nhận được những thông báo mới nhất từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.